Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Lightning Princess Idol RPG là tựa game mô phỏng nhập vai nhàn rỗi được phát triển bởi Super Planet. Tham gia vào game, bạn sẽ hóa thân thành công chúa tia chớp trên hành trình giành ngai vàng bị bỏ trống của thần tia chớp. Đương nhiên là cuộc hành trình của người chơi sẽ không phải dễ dàng gì vì sẽ phải đối mặt với nhiều kẻ thù khác nhau. Được phát triển với nền đồ họa 3D và hiệu ứng đẹp mắt, trò chơi có cho mình tạo hình bọn kẻ thù vừa độc đáo vừa đa dạng. Song song đó là hình ảnh chuyển động mượt mà cùng tạo hình nhân vật công chúa tia chớp theo phong cách chiến binh Viking. Lightning Princess mang lối chơi nhàn rỗi với việc công chúa tia chớp sẽ tự động chiến đấu và tung kỹ năng. Thông qua việc tiêu diệt bọn kẻ thù thì nhân vật sẽ tích lũy được XP thăng cấp và đồng thời bạn sẽ nhận về tiền vàng. Game thủ có thể nâng cao sức mạnh chiến đấu cho công chúa tia chớp bằng các món trang bị, di vật, đồ ngoại trang. Các trang bị và di vật có thể kiếm qua việc dùng kim cương mở rương, bạn có thể tích lũy kim cương từ các nhiệm vụ. Hệ thống trang bị được chia làm 6 món với các mức bậc phẩm chất, mỗi bậc phẩm chất có các mức sao khác nhau. Bên cạnh đó, game còn có tính năng thú cưng giúp hỗ trợ cho nhân vật, chúng có thể được nâng cấp bằng đồ ăn vặt. Ngoài ra, trò chơi cũng có hoạt động BE và BB để tham gia, như là Arena, nơi bạn thách đấu người chơi khác leo bảng xếp hạng, hay là tháp bóng tối và sáu loại hầm ngục khác nhau để tham gia và kiếm về nhiều loại tài nguyên khác nhau để sử dụng. Nhìn chung với nền đồ họa 3D và hiệu ứng đẹp mắt, thì Lightning Princess Idol RPG là một cái tên rất đáng để bạn trải nghiệm thử. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vây con chơi chi.